tên cho cô một số động vật mà cái con biết. English. Okay, somebody can tell it. Some animals that you know. Đại khái thôi, con gì cũng được. Kể ra một số con vật mà các bạn biết nào. Bạn nào xung phong? Raise your hand please. Okay, Khánh Nam. Khánh Nam please. Duck. Okay, duck. Hamster. Cat. Cat. Fish. Okay. Kể một số con vật ở ngoài đời cũng được, không cần nhớ trong sách đâu con. Con gì khác đi. Bird. Chicken. House. Elephant. Okay, thank you, thank you. Okay, thank you. So, how about Minh Châu? Can you tell me some animals which you know? Rabbit. Rabbit. Bird. Chicken. Elephant. Duck. Yes, okay, thank you. Yes, thank you. Next one, Phúc Minh, please. Fish. Tiger. What else? Zebra. Okay, zebra. Good job. So, how about Hải Đăng? Are you here? Yes. Okay, so, where are you? Nãy giờ con đi đâu vậy? Nhà nãy giờ con đi vệ sinh. Rồi, mai mốt lưu ý là cứ đúng giờ là cô sẽ dạy nha. Cho nên là mình sẽ hoàn tất mấy cái thủ tục cá nhân của mình trước giờ học nha con. Yeah. Okay. So, Hải Đăng, can you tell some animals which you know? Sao? Kể một số tên con vật mà con biết. Giraffe, tiger, lion, chicken, duck. Dog, cat, okay, zebra. Also, answer. What is your favorite animal? Animal là gì? Animal là động vật. What is your favorite? Cái từ favorite nghĩa là gì nhỉ? Quên rồi phải không? Yêu thích. Yeah, that's right. So, câu hỏi, what is your favorite animals? My favorite... con yêu thích động vật. Con yêu thích những động vật nào? So, just tell the only one. Kể một con mà con yêu thích nhất thôi. Đã là nhất rồi á, favorite rồi á, thì chỉ có một thôi. Chicken. Okay, you love chicken the most? Chicken is your favorite animal? Yes. Yeah, why you love it? Why you love it? Because the chicken
is so cute. So cute, yeah. The baby chicken or the older chicken? The baby. Nào Hải Đăng. Con yes. Thích, con thích gà bởi vì con gà nó cute, nó đáng yêu. Vậy thì con thích baby chicken hả? Dạ. Yeah. Với gà mái luôn. À thích gà mái luôn hả? Sao lại thấy con gà mái đáng yêu hả? Yeah. Okay, thank you. So, how about Minh Châu? Hey. No. Do you have any pet? Do you have any pet? Pet. Pet có nghĩa là gì? P-E-T đó các con. Thú cưng. Do you have any pet? Câu đó nghĩa là con có nuôi thú cưng không? No. No. So, what is your favorite pet? Oh, sorry. What is your favorite animal? My favorite animal is cat. Cat. Why you like it? Why you like it? Sao lại thích mèo? You don't know why you like cat? I like it too. Yeah, I have two pets. I have two pets in my house. Yeah, there are two cats. I love cats because they are soft. Cái từ soft nghĩa là mềm mại á. Cô nói là những con mèo rất là mềm mại khi mà mình vuốt ve chúng. Mình cảm giác rất là enjoy, rất là thích thú khi mà sờ con mèo á, vuốt ve con mèo á, thì đó là cô ha. Cô rất là thích mèo bởi vì when I'm feel not good, when I'm feel stressed, I will talk everything to my cat. Yeah, and it's so cute. They are so cute and they are soft. Yeah, I think this at all. Okay, thank you, Minh Châu. How about Phúc Minh? What is your favorite? Sorry, do you have any pet? Do you have any pet? Có nuôi thú cưng không? Có. Có. So, what is your pet? Dog. Okay, dog. Do you love it? Do you love it? Yes. Okay. Yes, love it. Why? Why do you love your dog? It's so cute. Cute? Is it smart? Smart? Thông minh? Is it smart? Yes. Yes, okay. Yeah, thank you. Next one, Khánh Nam. Do you have any pet? Nhà con có nuôi thú cưng không? Mấy bữa trước con con được con cả nhưng nó chết rồi. You have a fish but it's died, right? Yeah, so do you like your fish? Do you like your fish? Yes. Yes. Why do you like it? Tại sao con lại thích cá nhỉ? Is it beautiful? Tại vì nó dễ thương. À, nó dễ thương hả? Cô thì cô lại thấy con cá nó rất là đẹp ha. Cá mà cá bảy màu hay cá cảnh thường thì nó sẽ có những cái vảy rất là đẹp. Beautiful. They are so beautiful. Okay.
Thank you. Rồi, cảm ơn Thanh Lan tắt mic giúp cô nè. Okay, today we are going to the pets in Thailand. Pets in Thailand. Look at my screen. Cả lớp nhìn vào màn hình của cô ha. Tập trung nào. Pets. Nãy giờ cô cứ nhắc tới cái từ pets. Cô hay hỏi bạn cái câu là do you have any pet? Pets có nghĩa là thú cưng. Vậy thì hôm nay chủ đề chúng ta học sẽ là những cái động vật thú cưng thường được nuôi, thường được phổ biến ở Thailand. Okay. There are four pets. Pet nó thú cưng, nó khác với animal ha các bạn. Animals nó bao gồm cả những động vật hoang dã, bao gồm cả những động vật thú cưng luôn. Nhưng mà riêng cái từ pets thì nó chỉ là những cái động vật được nuôi ở trong nhà thôi, được nuôi dưỡng dưới bàn tay của con người thì gọi là pets. Okay, this is dog. D-O-G, dog. Mình có cái âm cuối, âm kết thúc là g, g, g. Nó hơi nhỏ một xíu nhưng mà phát âm ra cho nó hay ha. Thôi, cô. Yes, yes. Mà cuối giờ cô có cho thi không? Yes. Có chứ. Okay. Lát nữa cuối giờ cô sẽ kiểm tra sơ sơ từ vựng của bài tuần trước ha. Hôm nay đang vô cái chủ đề nói cho nên là mình học luôn. Okay. Next one, this is cat. Cat. Yeah, they are so lovely. So soft, lovely and cute. Yeah. The cat have eyes very big. And when you look at their eyes, you feel so cute, are they so cute? Cô nói có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào những con mèo á thì chúng ta sẽ để ý tới cặp mắt. À, con mèo thường có những cái cặp mắt rất là đẹp ha. Thường mèo có một cặp mắt rất là đẹp, to tròn, nó cứ long lanh vậy nè. Thì khi mà chúng ta nhìn nó là mình đã cảm thấy nó yêu rồi, mình cảm thấy nó đáng yêu, lovely. Mình cảm thấy nó cute, dễ thương. Rồi vuốt ve chúng thì cảm thấy mềm mại, soft. Okay. Cat, C-A-T. Riêng với từ cat, các bạn thường quên phát âm cái đuôi T ha. Các bạn lưu ý nha. Dog thì có cái đuôi G, G. Còn cat có đuôi T. Okay. Rồi các bạn ở đây có biết hamster không nhỉ? Ở đây có bạn nào biết hamster không? Giơ tay lên nè. Oh, Phúc Minh biết hamster nè. Okay, hamster, bạn Khánh Nam và bạn Hải Đăng cũng biết hamster luôn. Hamster nó thuộc một cái dòng, nó là anh em họ hàng với con chuột, nhưng mà nó khác với cái con chuột, cái con mà chúng ta gọi là mouse đó, nó khác với cái con mouse là hamster. Nó thường được coi như là thú cưng. Cô không biết nữa, nhưng mà hình như là nó thuộc một cái giống giống ở bên nước ngoài đúng không? Ở đây bạn nào nuôi hamster rồi giơ tay nè. Chưa đúng không? Chưa bạn nào được nuôi hamster đúng không? Mà cô nghe bảo là thường thường hamster rất là khó chăm. Chăm hamster cũng giống như chăm cá vậy á. Chăm con cá cảnh hoặc chăm hamster rất là hay bị chết lắm. Ok. Next one. Fish. Fish. Ok. Fish. Nhà bạn Khánh Nam hồi trước có nuôi fish nè. Ok Khánh Nam. Khánh Nam. Cô ơi, nhà con cũng nuôi cá luôn. Vậy hả? Nhà con cũng nuôi cá luôn hả? Dạ. Ok, so hãy đăng cho cô biết nào. Ok, thank you Khánh Nam. Lát nữa cô hỏi Khánh Nam sau nè. Ok, hãy đăng. Yes. How many fish you have? Dạ, nhiều con lắm, con không đếm nổi. Nhiều lắm hả? Are they beautiful? Chúng có beautiful không nhỉ? Beautiful dạ. Dạ có. Yes, say yes. Don't say yes. Dạ có. Ok. Yes. Ok, thank you. So, how about Khánh Nam? Khánh Nam. Yes.
Okay, what color is your fish? What color is your fish? Yellow. Yellow, okay. So, cá của con là cá vàng luôn đúng không? Con cá vàng đúng không? Yes. Okay. So, this is the fish is yellow. À, đây cũng là con cá vàng luôn. Cô không biết cá vàng trong tiếng Anh có đọc là yellow fish không nhỉ? Cô không rành về tên các loại cá ha. Mình nói chung đây là fish thôi. Okay, các bạn cùng lặp lại ha. Phát Nam, tắt mic giúp cô nào. Phát Nam tắt mic giúp cô. Okay, thank you. Rồi, bây giờ mình cùng nghe phiên âm của bốn từ vựng này. Sau đó mình sẽ luyện phát âm ha. Brother Billy. Cat. Fish. Listen and point. Dog. Cat. Hamster. Fish. Hamster. Fish. Cat, dog. Listen and repeat. Okay, everyone, now. Dog. Dog. Cat. Cat. Hamster. Hamster. Fish. Fish. Okay, bây giờ cô sẽ nói một số cái lưu ý ha. Đầu tiên, cái từ hamster nè. Nó là cái âm AE ha, cả lớp nó là cái âm AE. Khi đọc á, khi mình nghe họ đọc thì mình nghe hơi hướng là hamster hơn là hamster. Ok, mình có thể đọc âm E hoặc âm A nó. It's okay. Yeah, it's okay, no problem if you read. Hamster, hamster. Fish. Từ fish lưu ý là không phải xì theo cái kiểu mà nhăn răng lại xì. Xì như vậy là xì nhẹ. Còn xì nặng là mình sẽ xì sao? Cong lưỡi lên. Nó khác ha. Nó khác với. Đó, nó khác nhau hoàn toàn ha. Khi các bạn gặp cái âm SH, SH, hai cái chữ sờ hờ này nè, thì tức là nó là xì. Mình phát âm cái âm sờ nó nặng hơn và nó bắt buộc phải cong lưỡi lên thì mới đúng. Ok. Now, practice with me. Fish. 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 Hamster. 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 Hamster này nó có một cái từ đó là letter R. Cái chữ R cuối cùng ha các bạn. Thì bắt buộc các bạn phải mở rộng khuôn miệng ra và đọc được cái âm R. R cong lưỡi lên. R. Ok. Cat. Cat. Dog. Dog. Bình thường mình hay nói cái từ dog này rất nhiều. Vậy thì cái từ dog này hôm nay chúng ta sẽ luyện ở chỗ nào? Ở cái chỗ là có cái âm g ha. Có cái âm g, g, g. Dog. Dog. Okay. So, somebody can go first. Bạn nào xung phong nào? Have anyone raise your hand? Okay. Minh Châu please. Oh, sorry, it's not that pace. Okay, xin chào. Dog. Cat. Hamster. Not hamster, mà là hamster. Hamster. Okay. Fish. Yes, that's good. Yeah, very good. Thank you. So, next one. Raise your hand, everyone. Oh, sorry. Okay. Khánh Nam, please. Khánh Nam, please. Dog. Dog. Okay.
What else? Cat. Cat. Hamster. Fish. Yes. Good. Thank you. Next one. Raise your hand, please. Okay. Hai Lan. Dog. Cat. Hamster. Fish. Yes. Thank you. Next one. Footman. Yes. Dog. Cat. Hamster. Fish. Yes. Right. Cái khẩu hình phát âm của bạn Phúc Minh rất là tốt ha. Nó nhất là những cái phát âm đuôi nè. Tiếng Anh á, chúng ta sẽ dựa qua cái cách phát âm những cái âm đuôi để mình biết cái ngữ âm của họ có tốt, có vững hay không ha. Cho nên là thầy cô giáo khi dạy cho các bạn thì rất là lưu ý các bạn ở cái chỗ phát âm đuôi này. Phát âm đuôi tức là trong cái từ, từ nào nằm cuối cùng á, thì từ đó gọi là cái đuôi. Phát âm đuôi. Ok. Thank you everyone. Rồi, Khánh Nam tắt mic giúp cô nào. Everyone have remember your mic. Remember to notice your mic. Right. Ok, number two. Read, look and say. Mình có một bài tập đó là mình sẽ đọc những cái câu 1, 2, 3, 4 này. Sau đó mình nhìn lên bức tranh và mình đoán. Ha, mình đoán. Đoán để làm gì? Ở đây nó có những cái chỗ chấm ba chấm như thế này để mình điền cái tên con vật đó vô. Thí dụ một nè, ví dụ một. Ok, một bạn đọc cho cô ví dụ một nào. Raise your hand everyone. Phục mình please. Yes. My pet is brown and has two black eyes. Đọc tiếp đi con. What a good gì nhỉ? Chữ này đọc sao? Hamster. Hamster. What a good hamster. Các bạn còn nhớ mẫu câu what a good không nhỉ? What a good, đây là một cái câu lời khen, lời thán phục ha. Oh, what a good hamster. Có nghĩa là đang khen con hamster nào. Wow, thật là một con hamster, thật là một chú hamster ngoan. What a good có nghĩa là khen con vật nào đó ngoan hoặc là tốt hoặc là thông minh đó, kiểu thế. Ok, vậy thì dựa vào những đặc điểm trong câu để mình điền vào chỗ chấm ba chấm này. Thí dụ, đối với câu số 1 mình có đặc điểm gì? My pet is brown. Brown, cái thứ nhất là mình có đặc điểm về màu sắc. Brown, màu nâu ha. And has two black eyes. Rồi cái thứ hai đó là two black eyes. Hai con mắt màu gì nhờ? Phúc Minh. Two black eyes. Màu gì? Hai đôi mắt màu đen. Yes. Hai con mắt màu đen. Ok, vậy thì mình sẽ đoán dựa trên những cái màu sắc, dựa trên những cái đặc trưng. Nhìn lên tấm hình, kiếm cái con vật đó và điền cái tên con vật đó vào đây. Ok. Yes. Number two. Number two. Raise your hand. Ok, Hải Đăng please. Yes. Number two. This blue. What a good fish. Fish, yes, look at the fish. Các bạn nhìn ha, con cá này có màu xanh. Ok, vì ở đây mình sẽ điền chữ fish. Ok, can you spell the word? F-I-S-H. Ok, thank you, fish. Good. Okay, number three, raise your hand. Bạn Khánh Nam và Minh Châu phải tích cực giơ tay lên ha. Okay, cô mời Khánh Nam. Number three.
Can I? My pet has black nose and brown ear. What a wood. Okay, black nose nghĩa là gì? Dog. Black nose nghĩa là gì đây? Mũi. Dog. Mũi sao? Mũi màu đen. Okay, black nose, mũi màu đen. Brown ears nghĩa là? Tai màu nâu. Okay, mũi đen. Dog. Mũi đen và tai nâu. Yes, dog. Đúng rồi, mũi đen và tai nâu là con dog. Okay, spell the word. Đánh vần cho cô nè. D-O-G. Yes, D-O-G. Good. Number four, Minh Châu, please. My pet is orange and has green eyes. What a good is cat. A good cat. Okay. Đầu tiên, orange. Orange là màu? Cam. Okay, con vật này có màu cam. Và green eyes nghĩa là? Đôi mắt màu xanh lá cây. Yes, that's right. So, the cat. C-A-T. Okay, thank you. Right, tiếp tục ha. Number three. Point and say. Point and say. Rồi, đối với bài tập số 3 này, cô Trang sẽ yêu cầu các bạn như sau. Ok, Minh Châu tắt mic giúp cô. Rồi, ở đây ha, nhìn hình đầu tiên đó là hình con mèo. Minh Châu, turning off your mic, please. Right. Con mèo, mình sẽ miêu tả nó. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu nó là cái gì bằng mẫu câu It's a cat. Khánh Nam, turning off your mic. Đầu tiên ha, mình sẽ giới thiệu nó là con gì. Sau đó, mình sẽ giới thiệu nó màu gì, mũi của nó màu gì, chân của nó màu gì. Rồi, tương tự như vậy, các bạn có thể miêu tả bất kỳ bộ phận trên cơ thể của con vật đó để người ta biết được hình dáng con vật nó như thế nào. Nó to hay nó nhỏ, nó trắng hay nó đen, mũi nó màu gì, mắt nó màu gì, chân nó màu gì. Đó, everything about it. Rồi, vậy thì bạn nào có thể miêu tả cho cô cái đầu tiên? Con mèo, ai có thể miêu tả được? Ok, Phúc Minh, please. Yes. What is it? It's a cat. Ok. Describe your cat. Miêu tả nó đi con. Color is black. It's black. Tie is black and white. Yeah, tail. Black and white. What else? Two ears. Black ear. Black ears. How about his leg? What color is his leg? Leg là gì? Leg là cái chân. Is black. Is a black and white leg. Yes. Ủa, đang hỏi bạn Phúc Minh đúng không? Okay. Right. How about his nose?
Yes. Black. Yeah. Is it big or is it small? Big. Big. Okay, you say is a big cat. Yes. Say that again, please. It's a big cat. Yes, okay. Thank you. Next one. Have anyone can describe your pet in a picture? Yes, Minh Châu, please. Okay, what is it? It's a hamster. Is it big? No. No, so? Is small. Yeah, is small. Okay, describe everything which you see it. Miêu tả lại, nhìn theo bức tranh này miêu tả lại màu sắc của nó như thế nào. Bạn Minh Châu. Thân này. Ừ, miêu tả lại con hamster này nào. What color is it? It's brown and white. Okay, brown and white. How about her leg? Her leg. It's a four. Four legs. What color is his leg? Is chân nó màu gì? White and pink. Yeah, white and pink. How about how many ears? How many ears is hell? It has is two. Two ears. There are two ears. Hoặc là it has two ears. Đáp lại nào, it has is hay two ears. Yes, okay. Thank you. Rồi khi các bạn miêu tả, các bạn miêu tả là nó có mấy cái chân, rồi chân nó màu gì, nó có mấy cái tai, tai nó màu gì, rồi con mắt nó màu gì, mình sẽ miêu tả tất cả mọi thứ mà chúng ta thấy được. À, những bộ phận trên cơ thể thì chúng ta đã học những từ vựng đó rồi, màu sắc cũng học rồi. À, như bạn Minh Châu thì làm vẫn chưa được. Okay. Next one is Nemo. Có bạn nào ở đây biết bộ phim Nemo không? Đi tìm Nemo, biết không? No. Rồi có một bộ phim rất nổi tiếng về cái loài cá này. À, loài cá này trong phim nó tên là Nemo. Rồi. À, bây giờ bạn nào có thể miêu tả lại con cá này cho cô nè. Okay, Khánh Em please. Miêu tả nó là con gì? Rồi nó to hay nó nhỏ? His face. Màu sắc nó là con to hay nhỏ? Khánh Em. Can you describe this fish? No? Không biết miêu tả con cá này hả? Khó quá hả? Khánh Em? Okay. Hãy đăng please. My bed is white and orange. Okay, what is it? It's
My bed is a fish. It has has black. Is orange and white. Orange, white, black. Has black. Is high black eyes. No, con cá thì đâu có dùng cái từ arms được, con arms là cánh tay mà. Con cá làm gì có tay? Đối với con cá thì mình sẽ miêu tả về it's màu sắc của nó. Có vẫy nó mà coi, con cá cần có vẫy mà. Cái đó gọi là cái vây chứ, cái vây của con cá chứ đúng không? Vây cá. Cái vây cá thì mình gọi là fin, F-I-N, fin. It's black and orange feeding. Feeding là gì? Vây á hả? Con muốn nói vây cá đúng không? Vây cá là fin chứ không phải là feeding. Fin. It's black and orange fin. Orange fin, black and orange fin. Rồi, bạn hãy đăng miêu tả là con cá nó có cái vây màu cam và màu đen. Rồi, con cá này thì nó có màu cam, trắng, đen. Nó có ba màu. Riêng cái vây của nó thì có màu cam và màu đen. Ok, how about his eyes? What color is his eyes? His eye is black. Black. Yeah, that's right. Where is the fish live? Con cá sống ở đâu? Where does the fish live? Con cá sống ở đâu con? Trên bờ hay là dưới nước? Fish tank. Hả? Con cá sống ở đâu? Under, dưới nước thì mình nói là under the water hoặc là under the sea. Fish tank. What do you mean sea stone? Can you spell it? Fish tank. Shitan. Hey, your internet is not available. Your internet is available. I can't hear anything. So, can you text it on the chat box? Okay. Okay, I'm waiting for you. Where does the fish live? Where does the fish live? Con cá sống ở đâu? Thường thường con cá thì sẽ sống ở dưới nước. Okay, fish tank. Yeah, you mean fish tank. Right? Fish tank? Yes. Okay. Đúng rồi, bạn miêu tả là nó ở trong cái bể tank. Tank đó là cái bể. Fish tank là bể cá. Thì đúng rồi, trong bể cá thì sẽ có nước cá. Đúng không? Cá gì kỳ đó. Là bể cá, hồ cá, fish tank. Okay, thank you everything that you give to me. Okay, next one, the dog. Hãy Khánh Nam, can you describe this dog? White and brown.
and black. White, brown, and black. Yes. Okay, go on. Tiếp tục đi, miêu tả những cái bộ phận trên cơ thể của nó luôn. Nó có mấy cái chân, có mấy cái tay? One nose. Okay. Four legs. Rồi khi mà con giới thiệu một bộ phận nào đó đó thì con sẽ nói luôn cái màu sắc của bộ phận đó là gì. Thí dụ con muốn nói một cái mũi màu đen đúng không, thì con sẽ nói là one nè, số lượng thì mình sẽ nói trước, 1, 2, 3 thì mình sẽ nói đầu tiên, sau đó cái màu sắc, số lượng, màu sắc rồi mới tới cái vật thể đó. Vậy thì một chiếc mũi màu đen mình sẽ nói là one black nose. One black nose, two brown and black teeth, ears. Còn cái đuôi là gì ta? Cái đuôi là gì hả? Cái đuôi chó. Đuôi chó. Tail. Cái đuôi đó mình đọc là tail. Tail. Đâu lại nào, tail. Tail. Ok, lắng nghe từ này nào. Tail. 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 Ok, đuôi là tail. Mà họ đọc hơi nhanh chứ. Đúng rồi, thì cô đọc chậm lại cho con nghe đó, cái đuôi là tail. Rồi cái đuôi màu gì giới thiệu đi con. One black tail. Tail, yes. So how about the body? How about the body? Body là cơ thể của nó. Cơ thể của con chó này màu gì? Coi cho đem cái chân nào cô. Ok, rồi, đến cái chân nào cũng được. Four black and white. White and black. Okay. Leg. Cái mắt nữa. Cái mắt là eyes. Không nhớ thể cái mắt. Two black ears. Cái ears con nói rồi mà, cái tai con nói rồi, bây giờ con nói cái mắt chứ. Cái mắt của con chó màu gì con? Màu đen. Nói lúc nãy con cây cái nãy này mặt rồi. Ok, nói rồi hả? Tại nãy cô chưa nghe. Ok, thank you. Rồi bây giờ nghe cô hướng dẫn nè. Ok, everyone focus in this one. Cái này đi. Rồi, hôm nay mình sẽ có một cái bài tập mới. Bài tập quay video clip nữa nha. Recording your nhớ thi nha cô. Lát nữa cô cho thi. Rồi, chủ đề nói hôm nay sẽ là describe. Hồi trước bài thuyết trình trước của mình cũng là describe luôn. Bài này cũng là describe. Rồi, describe là miêu tả ha. Describe your pet. Describe your pet. Ok. Miêu tả. Cái này có nghĩa là miêu tả thú cưng của bạn. Miêu tả thú cưng của con. Ok. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu nó là con vật gì. Cô có câu hỏi what is it? What?
sit. What color is it? Nó có màu gì? Color is it. Ok, tiếp theo mình sẽ miêu tả tới các bộ phận trên cơ thể của con đó, mắt của nó màu gì, mấy cái tay, mấy cái chân, thì cái này sẽ phụ thuộc vào cái con mà bạn miêu tả ha. Rồi, nhớ là miêu tả cả màu sắc luôn ha. Rồi, vậy thì ở đây cô sẽ ghi đó là describe. Describe. Their body of pet. Describe body of the pet. Cụ thể như là chân, leg, toes, leg, eyes, legs, eye, đuôi, cái đuôi vừa nãy mình có cái từ đuôi là tail. Rồi, gì nữa ta? À, cái lỗ tai là ears. Gì nữa không? Rồi, màu sắc của chúng. Miêu tả màu sắc, miêu tả xem nó có bao nhiêu cái bộ phận đó. Rồi, bài tập này thì vừa nãy giờ mình làm thử rồi, cho nên là cô Trang chỉ ghi cái tóm tắt lại thôi ha. Còn nãy giờ mà bạn nào mà không tập trung á thì là sẽ không biết làm bài tập này đâu. Rồi, ok, vậy thì bài tập này các bạn về nhà sẽ quay video clip cho cô ha. Còn ngày mai nè, nghe nè, ngày mai, tức là trong ngày hôm nay tới trước buổi học ngày mai á, là các bạn phải đăng bài copy mỗi từ vựng 3 dòng lên cho cô nha. Bài tập đó cô vẫn còn gửi trong bot chat á, bạn nào mà quên á thì mở cái bot chat của lớp học mình ra. Đây. Đây nè, đây là những cái từ vựng của tiết trước. Mỗi từ copy 3 dòng, mỗi từ copy 3 dòng. Đăng cái bài này vào trước buổi học ngày mai. Còn cái bài tập thuyết trình thì mình sẽ đăng vào trước buổi học tuần sau để cô ghi rõ ra chỗ này cho cả lớp cùng theo dõi. Cô thấy có chơi game không? Có, từ từ, bây giờ đã hết giờ đâu, cô Trang chỉ đang dặn thôi. Hạ nộp bài quay video clip này á sẽ là ngày từ để cô Trang xem lịch nhé. Tháng 7, tháng 8, ok, sẽ là vào ngày 6. Hạn nộp bài là ngày 6 tháng 8 2022. Rồi, chưa ghi chỗ này, quay video clip thuyết trình. Rồi, vào chủ nhật tuần sau là mình sẽ trước chủ nhật tuần sau là mình phải hoàn thành cái bài tập describe your pet này giúp cô rồi ha. Bài tập chủ đề tuần này của mình sẽ là describe your pet, các bạn đều phải làm. Rồi, vào ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ bắt đầu sửa video clip. Nộp bài ngày mấy giờ cô? Đây, hạn nộp bài, hạn chót nha. Hạn chót nộp bài là vào ngày 6 tháng 8, tức là thứ 6 tuần sau. Được chưa? Mà, hạn chót nộp mà, bài. Dạ, mà hôm nay là ngày 26 tháng 8 rồi mà. Hôm nay là ngày 31 tháng 7. Hôm nay là ngày 31 tháng 7. Hạn nộp bài của mình sẽ là vào ngày 6 tháng 8, tức là đăng bài cho cô vào
trước ngày thứ 7 tuần sau. Được chưa? Trước ngày thứ 7 tuần sau. Để chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ sửa bài tập này. Sửa tức là sao? Cô sẽ bấm vô coi video clip từng bạn rồi sửa sai, lỗi phát âm cho bạn, sửa cái ideas của đề của bạn như thế nào đó. Rồi, bạn nào thắc mắc gì về bài tập này không? Có câu hỏi gì không? Con chỉ thắc mắc là giờ thi đi cô. Giờ thi nhưng mà từ từ đã, phải cho cô dặn xong chứ. Rồi, còn ngày mai. Ngày mai cô Trang sẽ kiểm tra cái phần bài tập copy này cho cả lớp nha. Copy mỗi từ vựng 3 dòng. Copy mỗi từ vựng 3 dòng. Đăng bài lên trang Trang Tip English School cho cô vào trước buổi học ngày mai. Trước buổi học ngày mai là các bạn sẽ phải copy những từ vựng này, mở từ 3 dòng đăng lên. Rồi, các bạn nào thắc mắc gì không? Have any question everyone? Khánh Nam, have any question? No. Minh Châu, is it clear? Nó rõ ràng chưa? Cô dặn rõ rồi ha. Ngày mai cô sẽ kiểm tra bài tập copy của tuần trước. Rồi, chủ nhật tuần sau cô sẽ kiểm tra bài tập quay video clip thuyết trình về miêu tả thú cưng của em. Ok. Rồi ở đây cô có cái gì? Ở đây, nó là con gì? What color is it? Rồi, ở đây cô sẽ thêm câu hỏi nữa là sau khi mình miêu tả từng bộ phận rồi ha, describe body of the pet, có nghĩa là miêu tả cái cơ thể của con thú cưng đó nó như thế nào, nó màu sắc gì, nó có mấy cái chân, mấy cái tay, đó, đại khái là như thế. Rồi, mình sẽ chốt lại cho cô một câu, đó là em có thích nó không? Do you like it? Hoặc là do you love it? Do you love it đi. Thú cưng thì mình sẽ dùng từ love. Em có yêu nó không? Rồi, vì sao em yêu nó? Why do you love it? Rồi. How often chứ? Bao lâu? Câu hỏi này có nghĩa là bao lâu em sẽ chơi nó một lần. How often do you play with your pet? Rồi các bạn, câu hỏi, các bạn đọc giúp cô lại câu hỏi nha. Câu nào không hiểu hỏi liền đi để cô Trang giải thích. Boom 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 boom. Các cậu có nhớ tháng 8 này thì sẽ có thật có sự kiện đặc biệt không? Mình có một cái câu đó là how often do you play with your pet? Câu này có nghĩa là bao lâu em sẽ chơi với con cún của em một lần. Thí dụ 2 ngày em sẽ chơi với nó một lần, hoặc là em chơi với nó mỗi ngày luôn, mỗi ngày đi học về đều chơi với thú cưng của em. Thì mình sẽ kể ra. Rồi, do you love it? Em có yêu nó không? Why do you love it? Tại sao em yêu nó? Vì nó dễ thương, vì nó ngoan, vì nó giỏi, vì nó thông minh. Sẽ nói ra. Rồi. Rồi, chỉ vậy thôi ha. Comment shit. Cả lớp nhớ nha, bài tập này sẽ đăng cho cô vào trước buổi học. Trước buổi học tuần sau. Đăng vào thứ 7. Đăng trước ngày thứ 7. Hãy Đăng ơi, tắt mic giúp cô nào. Yes. Tắt mic. Ok. Rồi, ghé qua cái sách workbook một xíu nha các bạn. Các bạn thân yêu.
Ủa, cái sách của cô đâu rồi? Where's my workbook? Cô ơi, mà tại sao cô không theo kịp? Sao con? Okay, everyone. Now it's time to check your vocabulary. Yeah, it's a test. It's a small test. Close your book and open your chat box. When I say some words Vietnamese and you will text it on the chat box by English. Okay, is it clear, everyone? Right, you have 2 minutes to practice your words. Các con có 2 phút để ôn tập lại những từ vựng của buổi học hôm trước. Okay, sau 2 phút, after 2 minutes, you must to close your book. Sau 2 phút các bạn sẽ phải gấp hết tập sách lại ha. Okay. All right. Are you ready, everyone? Are you ready? Okay, give me a sign. Thank you, everyone. Bắt đầu ha. Từ đầu tiên này. Nước Thụy Sĩ. Nào, gấp sách lại nào, Khánh Nam. Close your book, please. Nước Thụy Sĩ. Nước Thụy Sĩ. Bookman, your answer is wrong. Fix that right now. I don't see Khánh Nam answers. Okay. Okay, Thụy Sĩ là Switzerland. Switzerland. Okay. Next one. Nước Hàn Quốc. Hàn Quốc. Ok, lần này Khánh Nam đã tỏ chữ nhanh hơn các buổi học trước rồi ha. Ok, hãy đăng your answer is wrong. Fix that right now, please. Ok, Korea. Korea. Bạn nào không nhớ cách đọc thì khi cô đọc á, các bạn sẽ đọc theo ha. Korea. Korea. Rồi, tiếp tục.
Nước Anh, Anh Quốc, nước Anh Quốc. Nước Anh nha, nước Anh nha, nước Anh khác nước Mỹ nha. Nước Anh. No, Kaname, your answer is wrong. Nước Anh. Cô đã bảo rồi, nước Anh khác nước Mỹ. Các bạn sẽ dễ bị nhầm giữa hai nước này. Yes. Rồi. Cái nước Anh và nước Mỹ các bạn, giữa những chữ cái nó sẽ cách nhau bởi dấu chấm. Minh Châu. Ok. Ok, Khánh Nam, đúng rồi ha. Ok, rồi bạn Phúc Minh này, cái chữ nước Anh á, đúng là the UK rồi. Bạn Minh Châu cũng vậy, bạn Minh Châu, bạn Phúc Minh bị sai giống nhau nè. Đó là chữ D, không có chấm. D, cắt ra, rồi tới chữ U mới chấm, chữ K. The UK, chữ UK mới chấm, còn chữ D không có chấm ha. The UK, như đáp án của bạn Khánh Nam mới đúng đó. Nhưng mà Khánh Nam quên viết hoa nha. Viết tên riêng của một quốc gia phải là chữ cái viết hoa. Chữ viết hoa ở trong bàn phím của mình đó là chữ caps lock. Caps lock. Thấy cái phím chưa? Cái phím caps lock nó nằm ở bên tay trái, ngoài cùng bên tay trái. Rồi tiếp tục ha. Nước Mỹ. Nước Anh thì là the UK, viết tắt của United Kingdom. Vậy còn nước Mỹ thì sao? Nước Mỹ. Ok, Khánh Nam lại một lần nữa chính xác ha. The USA. Ok, Hải Đăng, trước chữ U không có dấu chấm nha con. Giữa những chữ cái với nhau thì mới chấm. USA, đúng rồi ha. Nước Mỹ là viết tắt của chữ The United States America. America, United States America. Còn nước Anh là United Kingdom. Hai nước này là hai nước hoàn toàn khác nhau ha. Nước Anh á, thì hiện tại nó vẫn còn đang là đế chế, gọi là vương quốc. Cái chữ kingdom có nghĩa là vương quốc. United Kingdom, UK có nghĩa là Vương quốc Anh. Còn hầu như là trên thế giới bây giờ là đều là nước theo gọi là gì nhờ? Cô cũng không biết nữa. Rồi tiếp tục nào. Thái Lan rất nước dễ nhất luôn. Trong các từ có một mình từ Thái Lan đọc sao ghi vậy? Rất dễ. Thái Lan. Yes. Okay, so how about the answer of Minh Châu? Where's your answer? Yes, okay. Good job everyone. Tiếp theo nha. Đất nước. Quốc gia. Mình có từ đất nước, quốc gia. Đất nước, quốc gia.
Bookman, have you remember the word? Nhớ cái từ đó không? Quốc gia, đất nước. Country. Ok, đúng rồi, sao cô chưa nói nha. Các bạn khác đừng có chép theo. Đúng hay sao cô chưa nói đâu. Country. Đất nước, quốc gia. Okay, everyone have the similar the similar answer is country. Okay, từ này đọc là country nha cả lớp. Không có đọc là country đâu nha. Nhiều bạn rất là hay đọc cái từ này là country, country là sai. Country, country, con âm on á, âm on, country, country, country. Hoặc là country, con âm ớ, ớ là âm country đều được ha. Chứ không đọc là country nha. Có nhiều bạn đọc là cow, âm ao là sai. Âm on hoặc là âm un, country, country đều được. Ok, tiếp tục nào. Lá cờ. Lá cờ. Từ này dễ. Chỉ sợ các bạn quên thôi chứ từ này ngắn lắm. Yes, lá cờ là flag, F-L-A-G, flag, flag. Okay. Tiếp tục ha. Con chuột hamster, chuột hamster. Ok, hamster. Alright. Tiếp tục nha. Con cá. Con cá. Yes, good job. Tiếp theo, con chó. Nhớ cho cô hai từ luôn nhé. Con chó, con mèo. Okay, dog, cat. Good job. All right. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra tới đây thôi ha. Vậy thì cuối buổi học ngày hôm nay các bạn nhớ copy cho cô những từ vựng của bài học hôm trước. Lát nữa cô sẽ gửi bài tập này về cho thầy Giang. Rồi, tiếp theo.
Nếu như mà bạn nào có thời gian rảnh thì tranh thủ quay bài tập thuyết trình miêu tả về thú cưng của em càng sớm càng tốt, nộp càng sớm càng tốt. Cái hạn mà ngày 6 tháng 8 á, chỉ là hạn chót thôi, tức là ngày cuối cùng mà các con được nộp bài để cô duyệt bài á, là vào ngày 6, tức là vào thứ bảy tuần sau. Cô khuyến khích các bạn mang càng sớm càng tốt ha, đừng có để tới hạn chót rồi mới đi quay là mình sẽ quên á, mình sẽ quên mất cái bài tập này luôn đó. Ok, rồi hôm nay mình sẽ chơi games nhé. Mà con gửi lên cho tự chơi game đi cô. Ủa sao kỳ vậy ta? Bữa hổm cô gửi rồi mẹ. Bữa hổm cô gửi rồi mẹ. Cô gửi lại đi cô. Bây giờ nó chẳng thấy nữa. À không thấy được nữa hả? Vậy thì bây giờ mình chơi games chung với cả lớp đi. Tại vì biết sao không? Hôm trước khi cô gửi cái link đó vô group chat thì các bạn tự chơi mà các bạn không có tương tác với giáo viên, cho nên là hôm nay cô quyết định không gửi nữa. Nhưng mà con có. Rồi, nhưng mà bây giờ các bạn đều phải tham gia trò chơi ở trên màn hình của cô. Không có chơi game riêng nữa. Đâu để cô xem cái này là đang ở grade mấy vậy trời. 3 52. Okay, level 2. Okay. Which one do you want to join? Choose one games which you want. Ủa cả lớp có thấy màn hình của cô không? No. Oh my god, I'm sorry again. Hải Đăng, where are you going? Hải Đăng. Hải Đăng. Yes. Tham gia trò chơi không có đi làm việc riêng nghe không con? Rồi nhớ cho cô là lát nữa tắt cái màn hình đi á, tắt cái ao phòng ra á, thì các bạn phải copy cho cô nha. Copy cho cô mỗi từ 3 dòng đăng lên web cho cô để trước giờ học ngày mai cô Trang sẽ vô kiểm tra. Rồi một điều nữa nè. Để cô nói luôn. Ở đây cô Trang có một cái bảng điểm danh. À, một cái bảng điểm danh ha. Sẽ có tên của các bạn ở trong này. Sẽ có hai cột homework và thuyết trình. Những bài tập bạn nào đăng hay bạn nào chưa đăng, cô Trang sẽ theo dõi được. Bạn nào đăng rồi thì cô sẽ ghi một cái chữ R, letter R có nghĩa là rồi vào. Còn bạn nào chưa đăng thì cô sẽ để trống như vậy. Rồi, khuyến khích là các bạn đăng càng sớm càng tốt ha. Chứ đừng có để tới hạn chót thì mình mới đăng là mình quên, xong rồi để thầy cô nhắc nhở rất là nhiều lần á. Rồi tiếp tục nào, mình sẽ chơi games ha. Rồi lựa cho cô một cái game mà bạn muốn. Dạ chơi số 6, số 6, số 6. Hat. Blanket. Blanket. What does this mean, everyone? Blanket. Blanket. This means kind crayon. Bút màu. Crayon. Sao cô không đi tiếp đi cô? Phải nói nghĩa. Chắc con Kate. Cho cô biết cái nghĩa của nó là gì, cô mới cho nó đi. Kate. Ủa các bạn, sao các bạn không mở mic lên tham gia trò chơi? Bình thường tới giờ chơi games là mình sẽ mở mic lên, mình tương tác với nhau mà. Quên rồi hả? Minh Châu, Phúc Minh, Hải Đăng. Bạn Hải Đăng kêu mở. Rồi. Thấy rồi. Frog. Còn ếch. Con S-O, S-O, S-O.
Frog. 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 Cô là ăn gì nữa vậy cô? Chị là gì? Lúc nãy cô ăn rớt hay là sao? À phải rồi, hiểu rồi, cô ăn nhanh hai là để cộng thêm giờ. Ừ, hết giờ là. Các bạn ơi, nếu mà cảm thấy chơi game chán quá thì cô Trang mở sách ra dạy học tiếp nha. Không. Mình học tiếp không. Nha. Không. Vậy thì bây giờ phải tham gia trò chơi, phải tương tác với lớp học thì cô mới cho chơi game. Làm lại cái trò này nha. Chơi gì cho dễ. Chơi cái cây. Tree. Cành cây. Tree. Cube. Cái cháu. Cổ Rubik. Máy bay nó bay trên không. Free. Trời cái cây. Đường hàng không. Thì nó bay là đường hàng không. Con diều. Kite. Bạn nào nói con diều đó? Quốc Minh đúng không? Đúng. Trò chơi số 1. Child. 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 Có nghĩa là đứa trẻ. Cái từ child, cái hình này có nghĩa là đứa trẻ ha. Cô mở lại nữa đi cô. Child. Child. Field. 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 Bạn nào vậy? Bạn Hải đang chứ còn bạn nào nữa cô ơi. Nào, chữ cá đó. Chữ cái gọi là chữ cái gì nào cả lớp? B. Not P, không có cái chữ cái P nào ở đây cả. Ý cái là chữ bờ mà. À, chữ bờ đúng không? Chắc không? Không chắc. Nghe lại nào. Field. Field. Chữ nào các bạn? À. Có tất cả ai không ta? Ờ. Field. B, 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 là.
Field. Field. Nghĩa đông người. Field. Nghĩa trẻ đông. Có nghĩa là con. Field, có nghĩa là sân bóng đá. Children. Con. Children. 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 No, annual. Không có chữ O. Children. 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 D. Need a dance. Tới chữ gì nữa? Children. Tới chữ run. Children. Run. U-N. No, no, U-N. E-N. 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 Children. Những đứa trẻ. Ok, one game. Thêm một trò nữa. Không, trò số 1 chỉ là tô màu thôi. Không tô. Chơi trò khó khó đi. Chơi số 3. Số 3. Ok. Số 3. Số 3. Easy. Easy. Hot. Hot. Up. Down. Scarf. 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 Can. Khăn quàng, khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ. 50. 50. 50. 50. 50. 51. 50. 51. Pizza. Bánh pizza. Đoán. Photo. Photo book. 70. Bảy mươi. Bảy mươi. Có bạn gì mà bay cả hai cả luôn vậy? 10. 10. Số 10. Chocolate. So, bánh sô cô la. Bánh sô cô la. Một trăm. Ninety. Chín mươi. Ok, good job everyone. Rồi, nhớ về nhà copy từ vựng của buổi học hôm trước cho cô. Bây giờ cô sẽ gửi những cái từ vựng đó qua cho thầy Giang, rồi thầy Giang sẽ gửi về phụ huynh cho mình. Rồi, cái bài tập từ vựng copy mỗi từ 3 dòng, các bạn làm ơn copy xong, chụp hình lại, đăng lên group cho cô, ghi tên và hashtag lớp học, được chưa? Yeah. Okay, yeah. Goodbye everyone. See you again. Goodbye, teacher. See you again. Goodbye, everyone. Goodbye.